tin tức thế giới nổi bật trong 24 giờ qua. Chiến trường Đông Âu ngày một sôi sục, Tổng thống Nga tuyên bố sẽ tiếp tục tấn công hạt tầng năng lượng ở Ukraine. Trong khi đó, quân đội Moscow và Kiev tiếp tục đối đầu trên khắp các mặt trận. Đáng chú ý, Nga cáo buộc Mỹ và NATO dọn đường cho Ukraine tấn công các căn cứ không quân trên lãnh thổ Nga. Không dừng lại ở đó, nhiều khu vực khác bên ngoài biên giới Ukraine tiếp tục hứng chịu không kích. Tình hình cụ thể thế nào? Cùng lúc đó, Đức lên tiếng khẳng định Kiev không nhất thiết phải giới hạn nỗ lực chiến đấu chỉ trong phạm vi lãnh thổ của Ukraine. Ở phía ngược lại, Ukraine nói đang bị đe dọa trên quy mô toàn cầu. Tại sao như vậy? Tại Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương, Đài Loan cáo buộc Trung Quốc điều tiêm kích và tàu chiến, quần thảo quanh hòn đảo. Cùng nhiều tin tức xã hội đáng chú ý khác, mời quý vị đến với toàn cảnh quốc tế ngay sau đây. Quý vị đang đến với chương trình Toàn cảnh quốc tế, tổng hợp những diễn biến nổi bật nhất của chính trường thế giới trong 24 giờ qua. Phần đầu của chương trình sẽ là những tin tức đáng chú ý liên quan đến màn đối đầu chưa hồi kết giữa Nga và Ukraine. Thưa quý vị, mùa đông đang trở thành vũ khí trên chiến trường Đông Âu khi giới chức Nga thông báo sẽ tiếp tục tập kích các cơ sở năng lượng trên khắp Ukraine. Các cuộc tấn công không chỉ ảnh hưởng đến quân đội Ukraine mà còn nhấn chìm hàng triệu người dân trong bóng tối với tình cảnh mất điện, nước và chật vật không thể sưởi ấm giữa mùa đông giá rét. Đang chú ý, Tổng thống Nga Vladimir Putin vừa chính thức thừa nhận lực lượng Moscow thực hiện các đợt oanh kích hạ tầng năng lượng của Ukraine kể từ đầu tháng 10. Nhưng kèm với một câu hỏi đáng suy ngẫm, ai là người đã bắt đầu? Trong một sự kiện ở Điện Kremlin ngày 8 tháng 12, Tổng thống Putin khẳng định Nga sẽ tiếp tục oanh kích vào các cơ sở năng lượng ở Ukraine, bất chấp sự chỉ trích từ nhiều nước trên thế giới. Tổng thống Putin phát biểu, hiện giờ có nhiều lời lẽ ồn ào với các vụ tập kích của chúng tôi nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng của một nước hàng xóm. Đúng vậy, chúng tôi đã làm điều đó. Nhưng ai bắt đầu mọi thứ trước, ai đã tấn công cầu Crimea, ai đã làm nổ tung đường dây tải điện dẫn tới nhà máy điện hạt nhân Kursk, ai đã ngăn chặn nguồn cung cấp nước tới Donetsk. Việc không cung cấp nước cho một thành phố hơn một triệu dân là hành vi diệt chủng. Không một ai nói lời nào về những chuyện này, hoàn toàn chỉ có sự im lặng. Nhưng ngay khi chúng tôi hành động và đưa ra biện pháp đáp trả, họ đã gào thét lên để toàn bộ vũ trụ đều nghe thấy. Bước lên phía trước hai bước, ông Putin nói tiếp, điều đó sẽ không cản trở các nhiệm vụ tấn công của chúng ta. Và tôi muốn cảm ơn tất cả mọi người, những người có mặt ở đây và anh em của chúng ta ở nơi tiền phương đã dốc sức cho các sứ mệnh của chúng ta. Xin cảm ơn rất nhiều và chúc mừng một lần nữa cho các thành quả cao quý này, ông Putin tuyên bố và nâng ly ở Điện Kremlin. Trong khi đó, ở Ukraine, Reuters dẫn lời một quan chức cho biết, Hiện quốc gia này thiếu hụt nguồn cung điện ở tất cả mọi tỉnh thành. Ước tính, cả nước thiếu hụt 1 phần 3 nguồn điện để đáp ứng nhu cầu cơ bản của người dân. Ngày 7 tháng 12, Giám đốc của Naptogaz, nhà cung cấp dầu khí hàng đầu Ukraine cho biết, các vụ oanh kích của Nga đã tàn phá 350 cơ sở khai thác khí tự nhiên ở Ukraine, gây thất thoát 700 triệu đô la trong sản xuất khí đốt. Trong khi đó, các vùng tiền tuyến của chiến trường Đông Âu tiếp tục đỏ lửa, đặc biệt tại khu vực miền nam Zaporizhia, Nguy cơ về một thảm họa hạt nhân tại khu vực này luôn là vấn đề được đề cập xuyên suốt kể từ đầu xung đột. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova tại buổi họp báo ngày 8 tháng 12 cho rằng, để có thể tạo ra khu vực an toàn xung quanh nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia ở miền nam Ukraine là phải làm sao ngăn chặn được những cuộc pháo kích của Ukraine. Bà nói, những vụ pháo kích vào nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia của Ukraine rất nguy hiểm và rất khó lường. Chúng có thể gây ra một thảm họa hạt nhân. Điều này cần phải được chấm dứt. Nga đã tố Ukraine tấn công nhà máy điện hạt nhân lớn nhất châu Âu ở nước này, nguy cơ gây thảm họa như Chernobyl, trong khi Kiev cáo buộc ngược lại Moscow. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc ông Antonio Guterres đã lên án các cuộc tấn công nhằm vào nhà máy và bày tỏ hy vọng rằng cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế IAEA, Nga và Ukraine sẽ cùng nhau tìm ra giải pháp chung để có thể thành lập một khu vực an toàn xung quanh nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia. Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia ở miền nam Ukraine lớn nhất châu Âu đã bị lực lượng Nga kiểm soát vào cuối tháng 2, ngay sau khi tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt. Nhân viên Ukraine của nhà máy hiện nay vẫn tiếp tục hoạt động dưới sự kiểm soát của Nga. Trước đó, ông Vladimir Rogov, quan chức do Nga bổ nhiệm ở Zaporizhia, nói với TASS rằng lực lượng Nga đã tập kích các mục tiêu Ukraine thuộc 5 khu định cư ở miền Nam. Đây là những vị trí mà phía Ukraine tiến hành pháo kích vào nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia, cũng như ở thành phố Enegoda thuộc khu vực này. Quan chức thân Moscow nói thêm, pháo binh Nga đã tấn công Ukraine ở 3 điểm nằm trên phòng tuyến Zaporizhia. Đón tấn công đã có kết quả, ngay lập tức khiến cho Ukraine giảm năng lực oanh kích và binh sĩ Nga ở khu vực. Về phía Ukraine, lãnh đạo của Zaporizhia, ông Oleksandr Starut, báo cáo Nga đã oanh kích tỉnh miền Nam này trong ngày 7 tháng 12, khiến 3 người bị thương và nhiều ngôi nhà bị tàn phá. Một trưởng làng nói với hãng thông tấn Anadolu, vụ tập kích xảy ra lúc nửa đêm 7 tháng 12, khiến 11 ngôi nhà trong làng bị hủy hoại hoàn toàn. Các báo cáo nói trên chưa thể xác thực. Ở phía ngược lại, đài CNN dẫn thông tin từ quân đội Ukraine ngày 8 tháng 12 cho biết, các khu định cư ở khu vực Donetsk phía đông và khu vực đông bắc Kharkiv đã hứng chịu hỏa lực dữ dội của Nga. Tình hình cụ thể thế nào? Mời quý vị tiếp tục theo dõi. Theo phía Ukraine, hơn 20 cuộc tấn công từ các bệ phóng tên lửa đa năng của Nga đang nhắm vào các vị trí của quân đội chúng tôi và các khu định cư dọc theo tuyến liên lạc. Bộ Tổng tham mưu lực lượng vũ trang Ukraine cho biết, các lực lượng Nga đang trấn giữ các phòng tuyến của họ dọc theo biên giới giữa các vùng Kharkiv và Luhansk và đã pháo kích gần một chục khu định cư trong ngày. Như đã đề cập trước đó, ông Oleg Sinehobov, người đứng đầu chính quyền quân sự khu vực Kharkiv, nói với truyền hình Ukraine rằng, ở phía bắc Kharkiv, các thị trấn gần đây do lực lượng Ukraine chiếm lại gần biên giới Nga liên tục bị pháo kích, bao gồm cả ở Volchansk. Bên cạnh đó, ông Oleg Sinehobov còn cho rằng, chiến tuyến ở Kharkiv hiện nay đã thay đổi và hướng Kupian hiện đang là điểm nóng chính. Bên cạnh đó, 29 khu định cư ở nơi đó vẫn nằm trong sự kiểm soát của lực lượng Nga. Các hoạt động quân sự tích cực đang diễn ra ở hướng Kupian, theo Ukraine Farm đưa tin. Theo đó, người đứng đầu chính quyền quân sự khu vực Kharkiv nói rằng lực lượng vũ trang của chúng ta đang chiếm lấy các căn cứ của họ, hiện chưa có mối đe dọa nào về các cuộc tấn công mới. Ông nói thêm rằng, sau cuộc phản công thành công của lực lượng vũ trang Ukraine, lực lượng vẫn tiếp tục xây dựng các pháo đài và các tuyến phòng thủ cũng được củng cố. Ông Sinegobert nhấn mạnh, hãy tin tôi, lực lượng vũ trang của chúng ta đang giữ các căn cứ của mình, các cuộc phản công đang diễn ra, chúng ta có đủ lực lượng và phương tiện ở hướng này và hướng khác để đẩy lùi quân đối thủ. Xa hơn về phía Nam, tiền tuyến Donetsk tiếp tục hứng chịu các đợt pháo kích dữ dội của Nga ở gần 20 khu vực, đặc biệt là xung quanh Bakhmut và Advitka. Theo CNN, không bên nào chiếm được bất kỳ phần lãnh thổ quan trọng nào trong vài tháng dọc theo phần chiến tuyến đó. Thưa quý vị, điểm nóng của cuộc diện xung đột hiện nay dường như đang đổ dồn về Basmut, thành phố chiến lược tại tiền tuyến Donetsk, miền đông Ukraine. Đối với Moscow và Kiev, Basmut mang tầm quan trọng về mặt chiến lược khi là đầu mối giao thông quan trọng ở Ukraine và đóng vai trò chủ chốt trong quá trình giành lấy toàn Donbass của Nga. Sau đây là quan điểm của nhà phân tích an ninh và quốc phòng giáo sư Michael Kerr về tình hình khu vực này do Sky News ngày 8 tháng 12 đăng tải. Cụ thể ông Clark cho biết. Cuộc chiến hiện đang bắt đầu cho thấy phải thay đổi mới. Giáo sư Clark nói, lực lượng Nga đã cố gắng chiếm Bắc Mút cả từ phía Đông và phía Bắc, nhưng bây giờ họ đã đi vòng xuống phía Nam và có lẽ đã đạt được một số thành công. Ông nói thêm, quân Nga và nhóm quân đánh thuê của Wagner đã quyết tâm chiếm lấy Bắc Mút dù nó không có nhiều giá trị chiến lược. Nhưng hiện nay, họ đã chiếm lấy phần phía Nam, có lẽ khoảng 4 hoặc 5 số. Tất cả đều là những vùng đất trống. Ukraine đang tấn công cả ngày lẫn đêm bằng pháo binh đến mức Lầu Năm Góc thậm chí còn lo lắng rằng Ukraine sử dụng quá nhiều pháo binh để bảo vệ Bắc Mút. Ông kết luận, cuộc chiến xung quanh đó hoàn toàn dữ dội. Giữa lúc đó, trang RT đưa tin ngày 8 tháng 12, tập đoàn quân sự tư nhân Mozart của Mỹ cũng tiết lộ rằng quân đội Ukraine hiện nay đang hứng chịu thương vong lớn trong trận chiến giành Bakhmut. Theo Mozart, một số đơn vị đang có tỷ lệ thương vong từ 70% trở lên. Cựu đại tá thủy quân lục chiến Mỹ ông Andrew Milburn cho biết rằng Giữa lúc quân đội Ukraine đang kiểm soát chặt chẽ phương tiện truyền thông đăng tin về mặt trận, Mozart được chú ý vì thường xuyên đăng ảnh và video ghi lại những gì đang diễn ra. Các thị trấn tiền tuyến của Ukraine đang bị tàn phá hoàn toàn ở mức độ mà tôi chưa từng thấy trên các phương tiện truyền thông. Ông nói thêm, Bakhmut trông giống như Dresden và vùng nông thôn xung quanh trông như Buchenwald. Ông ám chỉ đến một thành phố của Đức bị tàn phá bởi vụ đánh bom của quân Đồng Minh trong Thế Chiến thứ hai và một chiến trường đầy bùn khét tiếng trong Thế Chiến thứ nhất. Ông Milburn cũng nói rằng các đơn vị Ukraine được huấn luyện với Mozart đã phải gánh chịu thương vong cực kỳ cao. Những con số ta đọc trên các phương tiện truyền thông về thương vong từ 70% trở lên là thật chứ không phải phóng đại. Ông Milburn thừa nhận rằng Ukraine đang gặp khó khăn trong việc tuyển dụng tân binh để thay thế những người đã mất, đồng thời lưu ý rằng khoảng 80% những người được gửi đến Mozart để đào tạo đều chưa bao giờ sử dụng vũ khí trước đó. Không dừng lại ở đó, hãng tin TASS dẫn lời một chỉ huy quân sự của Cộng hòa Nhân dân Luhansk EOPA tự xưng, phát biểu trên đài phát thanh Nga ngày 8 tháng 12 cho biết, quân đội Ukraine đang gấp rút gửi 360 đến 500 binh sĩ mới tới Bakhmut mỗi ngày. Vì sao? Đó là do phía Ukraine tổn thất quá nặng nề, đang tìm cách cứu vãn một bản thua trông thấy, phe khai tuyên bố. Ông Andre Marocco, người gần đây thường trao đổi với hãng thông tấn TASS về cục diện giao tranh ở Bakhmut, vào hôm 8 tháng 12 tiếp tục cập nhật, Chúng tôi nhận thấy Ukraine đang gửi thêm hàng loạt tiểu đoàn chiến thuật đến Bakhmut mỗi ngày, số lượng sắp xỉ 360 đến 500 binh sĩ. Cũng phải thôi, họ cố gắng bù đắp cho những tổn thất lớn tại Bakhmut. Theo ông Marocco, đa số binh sĩ Ukraine vừa được điều chuyển có kỹ năng rất kém, chưa trải qua huấn luyện kỹ càng. Đó là do Kiev thiếu hụt lực lượng chiến binh tinh nhuệ. Con số tổn thất của quân đội Ukraine vô cùng lớn, ông Marocco nói. Hiện phía Ukraine chưa bình luận, các báo cáo về tình hình ở tiền phương chưa thể xác thực. Cùng lúc đó, trên hướng Luhansk, hãng thông tấn AIA Novosti của Nga ngày 8 tháng 12 đưa tin các máy bay chiến đấu của một trong những đơn vị thuộc quân khu phía Tây của lực lượng Nga đã tiến hành cuộc tấn công bằng hệ thống súng phun lửa hạng nặng tại khu vực Svatov. Một trong những chiến binh của đơn vị quân khu phía Tây cho biết đã phá hủy thành trì của các chiến binh Ukraine ở hướng Savostovsky. Theo ông, các cuộc tấn công được thực hiện ở khu vực tập trung quân đội Ukraine. Theo RIA, tình hình theo hướng Savotovsky ở Donbass đã leo thang vài tháng trước. Lực lượng an ninh Ukraine thường xuyên pháo kích vào thành phố Savatovo bằng tên lửa HIMARS và MLRS, cố gắng chọc thủng tuyến phòng thủ ở khu vực có tầm quan trọng chiến lược này. Thưa quý vị, giao tranh giữa Nga và Ukraine hiện đang bắt đầu có dấu hiệu vượt biên giới Ukraine, khi nhiều vùng thuộc lãnh thổ mà Nga kiểm soát trong những ngày qua liên tục bị oanh kích sau vụ tấn công UAV ở ba căn cứ quân sự nằm sâu trong lãnh thổ Nga theo Reuters, quan chức nước này ngày 8 tháng 12 thông báo, hạm đội Biển Đen đã bắn hạ một máy bay không người lái UAV của Ukraine tại khu vực gần Sevastopol, thành phố lớn nhất của Crimea, bán đảo mà Moscow sáp nhập năm 2014. Cụ thể, người đứng đầu chính quyền do Nga bổ nhiệm ở Sevastopol, ông Mikhail Ravosev cho biết, sáng ngày 8 tháng 12, một tàu chiến thuộc hạm đội Biển Đen đã bắn hạ UAV ở ngoài khơi. Newsweek cho hay, Điện Kremlin đã lên tiếng ngay khi có báo cáo về vụ bắn hạ UAV ở Sevastopol, cũng như ghi nhận thêm một vụ nổ vào sáng ngày 8 tháng 12 ở thành phố Belgorod của Nga, giáp biên giới với Ukraine. Phát ngôn viên Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov nói ngắn gọn với báo chí ngày 8 tháng 12, hiện nhiều khu vực đang đối mặt với nguy cơ nhất định, vì phía Ukraine tiếp tục thực hiện chính sách tấn công cực đoan một cách có tổ chức. Dù vậy, theo thông tin mà chúng tôi nắm được, các địa phương đã có biện pháp đối phó hiệu quả. Newsweek dẫn nguồn tin địa phương cho biết, người dân tỉnh Belgrade của Nga đã báo cáo tiếng nổ lớn vào sáng ngày 8 tháng 12. Tiếp đó, một quả cầu lửa khổng lồ xuất hiện ở huyện Yakoleski, cột khói đen bốc cao lên bầu trời. Tương tự, truyền thông địa phương ở bán đảo Crimea đưa tin, một vụ nổ mạnh được ghi nhận khiến cửa sổ nhiều ngôi nhà bị vỡ và còi báo động được kích hoạt trên nhiều ô tô gần hiện trường. Tình báo Bộ Quốc phòng Anh ngày 18 tháng 11 đánh giá, Nga đã điều chuyển một số lực lượng đến Crimea để phòng thủ chặt chẽ hơn, sẵn sàng đương đầu với cuộc tấn công của Ukraine. Các đơn vị Nga đã xây dựng những hệ thống lũy hào mới gần danh giới của bán đảo. Tình báo Anh cho hay, hiện báo cáo của các bên về tình hình giao tranh chưa thể kiểm chứng. Phía Ukraine chưa lên tiếng về các vụ nổ ở Crimea và Belgrade. Kiev cũng không nhận trách nhiệm khi bị Moscow cáo buộc tiến hành tập kích vào ba căn cứ không quân trên lãnh thổ Nga trong hai ngày liên tiếp hồi đầu tuần này. Đang chú ý, khi được hỏi về việc Ukraine bị cáo buộc tấn công ba căn cứ không quân sâu trong lãnh thổ Nga trong vòng 2 ngày, Phát ngôn viên Chính phủ Đức cho biết Kyiv không nhất thiết phải giới hạn nỗ lực chiến đấu chỉ trong phạm vi lãnh thổ Ukraine, thông tin do RT đăng tải. Cụ thể, phát ngôn viên Chính phủ Đức, ông Steven Hebestreit nói về báo chí Ukraine có quyền phòng vệ theo Điều 51 của Hiến trương Liên Hợp Quốc, các nỗ lực chiến đấu phòng vệ của Ukraine không bị giới hạn trong phạm vi lãnh thổ của đất nước họ. Sau sự việc căng thẳng, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken ngày 6 tháng 12 nói về báo chí Washington không khuyến khích cũng không cung cấp cho Ukraine năng lực tấn công vào lãnh thổ Nga. Tuy nhiên, Mỹ vẫn tiếp tục đảm bảo Ukraine có đủ thiết bị để tự bảo vệ chính mình. Moscow đã nhiều lần cảnh báo Mỹ và NATO không cung cấp vũ khí hàng nặng cho Ukraine vì động thái này có thể bị xem là vượt lành danh đỏ, trực tiếp tham gia vào cuộc xung đột. Đáp lại Washington và các đồng minh khẳng định họ không phải là một bên tham chiến, nhưng sẽ tiếp tục trang bị vũ khí cho Kiev. Trong khi đó, Sputnik News ngày 9 tháng 12 dẫn lời một nhà ngoại giao Nga nêu nhận định về loại máy bay không người lái UAV mà Ukraine đã bị cáo buộc sử dụng để tấn công hai căn cứ không quân nằm sâu trong lãnh thổ Nga. Theo quan chức Nga, các UAV này đã được hiện đại hóa nhờ sự giúp đỡ của một tập đoàn quốc phòng Mỹ. Ông Konstantin Gavrilov, người đứng đầu phái bộ Nga tham gia đối thoại về kiểm soát vũ khí và an ninh quân sự tại thủ đô Viên của Áo, đã nêu nhận định về kế hoạch tấn công của Ukraine. Ông nói với Sputnik vào hôm 8 tháng 12 rằng, đầu tiên trong suốt năm 2022, nhà máy hàng không Kharkiv đã bắt đầu công việc cải tiến các UAV vũ trang với sự hỗ trợ của nhóm chuyên gia từ hãng quốc phòng Lux Design ở Kiev và hãng Raytheon của Mỹ. Sau khi được nâng cấp, UAV của Ukraine có phạm vi hoạt động khoảng 1.000 km. Điều đó thể hiện rõ Ukraine muốn sử dụng chúng cho mục đích gì. Nhà ngoại giao Nga nói thêm, chúng tôi đều biết rằng hầu hết các mục tiêu mà Ukraine tấn công đều được xác định và chỉ đạo bởi các nước phương Tây. Ông Gavrilov chỉ trích các nước NATO là kẻ chủ mưu đằng sau giật dây Kiev tấn công vào tài sản chiến lược của Nga. Ông Gavrilov nhấn mạnh, các UAV mà Ukraine đã sử dụng gần đây là loại Tu-141 Street. Chúng sử dụng hệ thống định vị GPS của Mỹ. Như vậy, Mỹ và các đồng minh từ lâu đã chủ động sử dụng hàng loạt hệ thống vệ tinh không gian cho mục đích trinh sát và hỗ trợ tình báo cho lực lượng vũ trang Ukraine, bao gồm mục đích phát hiện các nơi triển khai binh lính của quân Nga. Trên thực tế, các hệ thống vệ tinh dân sự đã đóng góp vào quy trình ra quyết định của lực lượng vũ trang Mỹ để từ đó chỉ đạo cho Ukraine. Theo ông Gavrilov, các thành viên NATO hoàn toàn không lo ngại các vụ tấn công trên lãnh thổ Nga sẽ tạo nên nguy cơ lớn với việc sử dụng vệ tinh không gian một cách hòa bình, cũng như có thể làm lung lay nền tảng pháp lý quốc tế của những hệ thống này. Ông Gavrilov nhắc lại một tuyên bố của ngoại trưởng Latvia trong cuộc họp Hội đồng NATO ngày 30 tháng 11, nói rằng các cuộc tấn công tiềm tàng của Ukraine nhằm vào mục tiêu quân sự sâu trong lãnh thổ Nga đều là hợp pháp. Bộ Quốc phòng Nga cáo buộc Ukraine sử dụng loại UAV tấn công thời Liên Xô. Lực lượng phòng không Nga đã đánh chặn các UAV, nhưng mảnh vỡ của chúng khiến 3 quân nhân thiệt mạng và 4 người khác bị thương. Ở Ryazan và Saratov hôm 5 tháng 12, vụ việc vào hôm sau ở Kursk không gây thương vong. Trưởng phái đoàn Nga ở Viên, ông Gavrilov nói với Sputnik, dĩ nhiên quân đội Nga sẽ không bỏ qua cho những hành động tấn công cực đoan này. Nhà ngoại giao Nga cảnh báo về sự trừng phạt. Phía NATO và Ukraine chưa phản ứng về bình luận mới của ông Gavrilov. Song song đó, Nga tiếp tục chỉ trích kế hoạch trang bị vũ khí cho Ukraine của phương Tây, đặc biệt là Mỹ. Quốc gia đến nay đã công bố các gói viện trợ quân sự với tổng trị giá hàng chục tỷ đô la Mỹ cho Ukraine. Theo Moscow, Washington đang có ý định kéo dài xung đột ở Ukraine ít nhất là trong vòng 3 năm tới. Trang tê dẫn lời của bà Maria Zakharova, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga, hôm 8 tháng 12 cho biết Mỹ đang lên kế hoạch châm ngòi cho sự thù địch tại Ukraine đến năm 2025. Giải thích cho nhận định trên, nữ quan chức viện dẫn hợp đồng mua hệ thống tên lửa đất đối không tiên tiến Nasam mà Lầu Năm góc công bố vào tuần trước. Quân đội Mỹ dự tính chuyển giao hệ thống tên lửa trị giá 1,2 tỷ đô la Mỹ này cho Ukraine vào cuối tháng 11 năm 2025, theo người phát ngôn Zakharova các cố vấn của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nên lưu ý với cấp trên của mình về điều này, để nhà lãnh đạo xem xét kỹ lưỡng trước khi cam kết với người dân rằng xung đột sẽ kết thúc vào năm tới, như đã đưa ra trong cuộc phỏng vấn với Politico hôm 7 tháng 12. Cụ thể, sau khi được tạp chí Time vinh danh là nhân vật của năm, Tổng thống Zelensky chia sẻ rằng ông tin cuộc xung đột giữa nước này và Nga sẽ chấm dứt vào năm 2023, khi khẳng định người Ukraine vẫn sẽ có tầm ảnh hưởng nhất trong năm tới nhưng ở vị thế là những con người được hưởng nền hòa bình. Trong khi đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin vào cùng ngày lại nói rằng chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine có thể kéo dài bởi để đạt được tất cả mục tiêu, Moscow sẽ mất khá nhiều thời gian. Cùng ngày, Điện Kremlin cũng đưa ra bình luận đáp trả bình luận của Tổng thống Zelensky về việc xung đột sẽ kết thúc vào năm sau. Cụ thể, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov nói với báo giới rằng Tổng thống Zelensky đang phí sức bàn luận về thời điểm xung đột sẽ kết thúc. Ông ấy biết phải làm thế nào để những điều đó chấm dứt. Thậm chí, nó có thể kết thúc ngay vào ngày mai nếu ông ấy muốn. Nga đã triển khai các hoạt động quân sự ở Ukraine hồi cuối tháng 2, với lý do Kiev không thực hiện các thỏa thuận Minsk, quy định tra một quy chế đặc biệt cho Donetsk và Luhansk, qua đó cho phép các khu vực này có lực lượng cảnh sát và hệ thống tư pháp riêng, cũng như lợi thế khác. Moscow cũng yêu cầu Ukraine tuyên bố nước này là một quốc gia trung lập và không tham gia bất kỳ hối quân sự nào của phương Tây. Ở phía ngược lại, Kiev tố Moscow phát động chiến dịch quân sự đặc biệt vô cớ. Ở một diễn biến đáng chú ý khác, trong một bài đăng trên Facebook vào ngày 7 tháng 12, Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba cho biết các khói hàng đáng ngờ đã tiếp tục được gửi đến hàng loạt cơ quan ngoại giao của nước này ở nước ngoài, theo CNN đưa tin. Theo ông Kuleba, chỉ trong hai ngày đầu tuần, các gói hàng đáng ngờ đã được gửi đến Đại sứ quán Ukraine ở Ý, Ba Lan, Bồ Đào Nha, Romania và Đan Mạch. Như vậy cho đến nay, Ukraine đã bị đe dọa bởi hình thức trên 31 lần. Diễn biến trên được ghi nhận ở 15 quốc gia, Áo, Croatia, Đan Mạch, Pháp, Kazakhstan, Hà Lan, Vatican và Hoa Kỳ. Mỗi nơi ghi nhận một trường hợp, trong khi cơ quan ngoại giao của Ukraine ở Cộng hòa Séc, Hungary, Bồ Đào Nha, Romania bị đe dọa hai lần. Bốn trường hợp đe dọa được ghi nhận tại Ý, Ba Lan ghi nhận 6 trường hợp và cơ quan năng lượng ở Tây Ban Nha bị đe dọa 5 lần. Ông lưu ý, một số gói hàng có chứa mắt của động vật và một số khác chứa chất nổ thổ. Ngoại trưởng Kuleba tiếp tục cho biết, tất cả các gói hàng đáng ngờ đều hiển thị cùng một địa chỉ người gửi. Đó là một đại lý ô tô ở thị trấn Sindelfingen của Đức. Tuy nhiên, không có bằng chứng cho thấy địa chỉ này có liên quan đến các gói hàng. Theo bài đăng trên Facebook của ông Kuleba, các gói hàng thường được gửi từ các bưu điện không được trang bị hệ thống camera và những kẻ tấn công cũng tránh để lại dấu DNA. Vị ngoại trưởng bình luận, điều này cho thấy âm mưu này được thực hiện một cách chuyên nghiệp. Suốt tuần qua, các đại sứ quán và lãnh sự quán Ukraine tại các nước đã hoạt động trong tình trạng được tăng cường an ninh, khu vực được giang rào bảo vệ, chuyên gia pháp y cũng được triển khai. Ông Kuleba lưu ý, chiến dịch cực đoan nhắm vào các nhà ngoại giao Ukraine đang diễn ra ở quy mô chưa từng có, không chỉ ở trong nước Ukraine mà cả ở cấp độ toàn cầu. Tôi không nhớ trường hợp nào trong lịch sử mà nhiều đại sứ quán và lãnh sự quán của một quốc gia bị tấn công ở quy mô lớn như vậy trong một khoảng thời gian ngắn. Tuy nhiên, dù kẻ thù có cố gắng đe dọa nền ngoại giao của Ukraine đến mức nào, họ cũng sẽ thất bại. Chúng tôi sẽ tiếp tục nỗ lực giành chiến thắng. Xin được chuyển sang các khu vực khác. Thưa quý vị, Trung Quốc đã tiến hành hàng loạt cuộc tập trận xung quanh đảo Đài Loan nhằm đáp trả chuyến thăm Đài Bắc của Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi hồi đầu tháng 8. Trong một diễn biến mới đây nhất do Taiwan News đưa tin, Cơ quan phòng vệ đại Đài Loan cho biết, lực lượng phòng vệ của vùng lãnh thổ này đã theo dõi 27 máy bay quân sự và 4 tàu hải quân của Trung Quốc di chuyển quanh hòn đảo. Trong đó, có nhiều máy bay đã vượt qua đường trung tuyến trên eo biển Đài Loan trong 2 ngày 7 tháng 12 và 8 tháng 12. Taiwan News cho biết, tính đến 6 giờ sáng ngày 8 tháng 12 theo giờ địa phương, Cơ quan phòng vệ Đài Loan phát hiện 27 máy bay quân sự của lực lượng phòng không quân đội giải phóng nhân dân PLAAF và 4 tàu hải quân đội giải phóng nhân dân PLAN hoạt động quanh hòn đảo. Các máy bay bao gồm 4 tiêm kích thành đô j 10 một máy bay không người lái trinh sát CASC Rainbow CH-4, 4 chiến đấu cơ Shenyang j 16 một máy bay tác chiến chống ngầm shang i Y-8 và một máy bay không người lái trinh sát Harbin pzk 005. 9 trong số các tiêm kích và UAV CH-4 đã vượt qua đường trung tuyến trên eo biển Đài Loan từ nhiều địa điểm, trong khi máy bay Y-8 ASW và máy bay không người lái PZK-005 bay vòng ở góc Tây Nam, vùng nhận dạng phòng không của Đài Loan. Cơ quan phòng vệ hòn đảo đã điều máy bay tuần tra chiến đấu, phát cảnh báo vô tuyến và triển khai hệ thống tên lửa phòng không để ứng phó. Trung Quốc đã khẳng định chủ quyền với đảo Đài Loan và tuyên bố sẽ sớm đưa vùng lãnh thổ này về với đất mẹ, không loại trừ khả năng dùng đến vũ lực. Mặt khác, căng thẳng giữa Trung Quốc và Nhật Bản tiếp tục tăng nhiệt. Theo hãng tin Sputnik News, tại sự kiện kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao với Nhật Bản, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị vừa lên tiếng kêu gọi Tokyo duy trì mối quan hệ hòa bình và không tham gia các khối chính trị chống Trung Quốc do Mỹ tổ chức. Trong bài phát biểu hôm 7 tháng 12 tại Tokyo, Ngoại trưởng Vương Nghị cho rằng Trung Quốc và Nhật Bản nên đối xử với nhau bằng sự chân thành và cố gắng sống chung vì hòa bình, thay vì đe dọa lợi ích cốt lõi của nhau nhất là trong các vấn đề cực kỳ nhạy cảm liên quan đến lịch sử và đảo Đài Loan. Ông nhận định quan hệ giữa Trung Quốc và Nhật Bản có thể phát triển một cách bền vững và ổn định khi những quan điểm khác biệt giữa hai bên được giải quyết thỏa đáng theo những thỏa thuận ở hiện tại và tương lai. Được biết, phát biểu của ngoại trưởng Vương Nghị vừa đưa ra ngay sau khi thủ tướng và bộ trưởng quốc phòng Nhật Bản công bố kế hoạch tăng 50% chi tiêu quân sự trong 5 năm tới để tăng cường đáng kể các lực lượng quân sự cần thiết. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh đã lên án kế hoạch của Nhật Bản là rất nguy hiểm, đồng thời cho rằng động thái này sẽ khiến các nước láng giềng châu Á và cộng đồng quốc tế nghi ngại về chính sách thiên về phòng thủ và phát triển hòa bình của Nhật Bản. Theo hãng tin Sputnik News, trong những năm gần đây, Tokyo đã có những động thái nhằm tái khẳng định sức mạnh quân sự của mình, biến một số khu trục hạm đa năng thành tàu sân bay. Nước này cũng đang cân nhắc về việc loại bỏ các điều khoản trung lập khỏi hiến pháp. Nhật Bản cũng đã tham gia đối thoại an ninh tứ giác Quad, một liên minh cùng với Mỹ, Ấn Độ và Úc nhằm ngăn chặn sức ảnh hưởng của Trung Quốc trong khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Thưa quý vị, bên cạnh tứ giác Kim Cương quát, khối quân sự AUKUS gồm Mỹ, Anh, Úc dù không chính thức công khai mục tiêu chính khi hình thành, nhưng vẫn luôn được biết đến là một gọng kìm nhằm kiềm chế sự trỗi dậy và các tham vọng trên biển của Trung Quốc. Trong bối cảnh Bắc Kinh vẫn tiếp tục mở rộng sức ảnh hưởng trên khắp Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Mới đây, Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ đã công bố những thông tin liên quan đến chính sách sắp tới của Liên minh. Cụ thể, hãng tin NHK cho biết trong cuộc họp hôm 7 tháng 12 tại Lầu Năm Góc, Bộ trưởng Quốc phòng các nước Úc, Anh và Mỹ cho rằng Trung Quốc đang có nhiều hành động ảnh hưởng đến quyền tự do hàng hải và an ninh ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương các nước cần tìm cách thay đổi tình hình nhưng phải theo hướng hòa bình, không cưỡng chế. Theo hãng tin NHK, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ, Lloyd Austin cho rằng ngày nay mục tiêu của liên minh AUKUS ngày càng trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết, các quốc gia thuộc liên minh đang có cùng quan điểm về những thách thức và cơ hội của thế giới. Ông Austin cho biết các đồng minh đã đạt được tiến bộ trong việc cung cấp cho Úc các tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân, liên minh cũng sẽ trang bị các vũ khí thông thường cho tàu ngầm hạt nhân của Úc. Được biết, Úc, Anh và Mỹ đã ký kết Hiệp ước An ninh với tên gọi AUKUS vào tháng 9 năm 2021 với mục đích tăng cường khả năng gian đe để giữ gìn hòa bình và ổn định tại khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Tuy nhiên, chính quyền Bắc Kinh đã lên tiếng chỉ trích kế hoạch này. Các nhà ngoại giao Trung Quốc cũng cho rằng việc Mỹ xuất khẩu công nghệ hạt nhân là rất vô trách nhiệm. Ở phần cuối chương trình, mời quý vị cùng đến với một số tin tức xã hội nổi bật hôm nay. Thưa quý vị, tại Mexico, các nhà khảo cổ học địa phương ngày 8 tháng 12 vừa khai quật được một tác phẩm điều khắc cổ có kích thước và hình dáng như con người, theo Reuters đưa tin. Bức tượng được phát hiện tại một khu di tích người Maya ở bang Yucatan, miền nam nước này. Theo Viện Khảo cổ và Lịch sử Quốc gia Mexico INAH, bức tượng được làm bằng đá vôi cao 1,68m, mô tả một người đàn ông có thể được dùng trong nghi lễ hiến tế. Ông Luis Pantoja, người đứng đầu chương trình khai quật tại khu di tích Oquintoc cho biết, phát hiện này mang ý nghĩa quan trọng giúp con người ngày nay tìm hiểu về phong tục văn hóa của nền văn minh Maya. Ngoài bức tượng điêu khắc, các chuyên gia còn tìm thấy các bản khắc trên tường và bậc thang của những công trình bằng đá trong khu di tích, nơi từng là khu định cư của người Maya cách đây hơn 1.000 năm. Theo Carla Martinez, một nhà phục chế của INAH, nội dung những bản khắc này gồm thông tin về thời gian xây dựng và mô tả về công trình. Cũng tại Mexico, thưa quý vị, sắc đỏ rực rỡ của cây trạng nguyên hay còn gọi là hoa Giáng sinh đang xuất hiện khắp các con phố, các khu vực công cộng, ở các doanh nghiệp hay là nhiều ngôi nhà. Mời quý vị cùng theo chân chúng tôi hòa mình vào không khí Giáng sinh tại nơi đây nhé. Nhiều cư dân thành phố Mexico đã tìm đến chợ hoa Xochimilco để tìm cho mình một chậu hoa Giáng sinh ưng ý từ chính nhà vườn. Các nhà cung cấp cây trạng nguyên bày tỏ hy vọng họ sẽ bán được hơn 3 triệu cây trong mùa Giáng sinh năm nay. Kể từ đầu tuần, hàng trăm hoa Giáng sinh đã đua sắc trên các tuyến phố và cả đại lộ Rifor nổi tiếng. Người dân địa phương và khách du lịch thường xuyên tụ họp tại đây để chụp ảnh kỷ niệm. Ở Mexico, là cây này được biết đến với cái tên Noche Buena. Nó đẹp lộng lẫy nhất vào dịp Giáng sinh do cây phát triển tốt trong thời tiết khô giáo và nhiều nắng. Thưa quý vị, Mauna Loa trong tiếng Hawaii có nghĩa là ngọn núi dài. Vì ngọn núi khổng lồ kéo dài khoảng 74 dặm từ rìa của nó dọc theo bờ biển phía nam, đảo Hawaii của Mỹ, thông tin ngọn núi lớn nhất thế giới này thức giấc sau gần 4 thập kỷ ngủ yên vẫn đang tiếp tục thu hút sự quan tâm của người dân và cộng đồng quốc tế. Đây là hình ảnh ngọn núi lửa lớn bậc nhất thế giới, tiếp tục phun trào dữ dội trong ngày 7 tháng 12, thải ra khí ga, tàn tro và dung nham oai. Ngọn núi thức giấc vào khoảng 11 giờ 30 phút tối ngày 27 tháng 11 theo giờ địa phương, cục khảo sát địa chất Mỹ cho biết. Núi lửa Mauna Loa, cao hơn 4 km so với mực nước biển, là núi lửa lớn nhất thế giới đang hoạt động, nằm ở khu vực Trung Nam, quần đảo Hawaii. Lần trước, núi lửa phun trào là vào tháng 3 và tháng 4 năm 1984. Trong khi đó, chính phủ Anh vừa lần đầu bật đèn xanh cho dự án khai thác than mới sau 30 năm, bất chấp các mục tiêu về khí hậu khi dự án này sẽ tạo ra khoảng 400.000 tấn khí thải nhà kính mỗi năm tương đương lượng khí thải của 200.000 ô tô lưu thông trên đường, thông tin do Reuters đăng tải. Theo Reuters, Bộ trưởng Nhà ở, Cộng đồng và Chính quyền địa phương Michael Gove đã phê duyệt dự án xây dựng mỏ Whitehaven ở Cambria, tây bắc đất nước, có trị giá 165 triệu bảng Anh. Mỏ Whitehaven do West Cambria Mining điều hành dự kiến sẽ cung cấp 2,8 triệu tấn than cốc cho ngành sản xuất thép mỗi năm. Dự án đồng thời được kỳ vọng tạo ra 2.000 việc làm cho khu vực. Bộ Nhà ở, Cộng đồng và Chính quyền địa phương nêu rõ, than khai thác từ mỏ Whitehaven sẽ không được sử dụng cho các nhà máy điện than phù hợp với chính sách giảm phát thải nhà kính của chính phủ. Bộ cũng cho biết hoạt động khai thác ở mỏ sẽ đảm bảo mức phát thải về không. Tuy nhiên, các nhà hoạt động môi trường tin rằng mỏ than mới sẽ tăng lượng khí thải toàn cầu và phá hỏng danh tiếng của Anh sau nhiều năm nỗ lực thuyết phục các quốc gia ngừng sử dụng than đá, nhiên liệu hóa thạch gây ô nhiễm nhất thế giới với tư cách là nước chủ nhà tổ chức Hội nghị Thượng đỉnh về biến đổi khí hậu của Liên Hợp Quốc lần thứ 26. Tin tức vừa rồi <laughs> cũng đã kết thúc chương trình trong ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.